Good morning cả nhà, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của em. Nhớ là hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất, không bỏ lỡ bất kỳ một cái video clip nào. Ok, hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh em một cái con vái vọc đến từ thương hiệu Hitachi, có cái model là 3D88E, có một cái chữ 3D bass rất là hợp hố và ghi một cái chữ là Super Wanfer. Nó nhấn mạnh vào cái việc mà âm thanh em này là cực kỳ mạnh. Đây, chúng ta thấy là một loa, hai loa, ba loa và bốn loa. Thì cái hệ thống loa này làm em liên tưởng đến cái con Saab 777 cũng có hai loa bass sub ở chữa và hai loa toàn giải ở hai bên hông. Và em này là một cái dòng boom box nằm ngang khác. Nó cũng sử dụng hai cửa băng giống như con Saab nè. Và trong đó có một cái hộp băng, đó là auto full là tự động stop và một hộp băng không tự động. Ngay chỗ này chúng ta thấy trên tất cả các bàn phím đều là phím đen, chỉ có riêng một cái nút này là nút màu đỏ. Thì em này là cái sử dụng 3D nè. Thì tí nữa em sẽ test cho anh em nghe thử là cái nút 3D này nó sẽ có các tác dụng gì. Chúng ta chơi được radio full tần số nha. Em này là Hitachi và phiên bản này là phiên bản xuất châu Âu. Đâm ra em này sử dụng điện 220V và được sản xuất tại Singapore. Đây là một trong những cái chiếc máy được sản xuất vào thập niên 80. Rất là tốt. Và sử dụng tí nữa, khi mà em bấm play thì ngay chỗ này nó sẽ hiển thị lên cái đèn tia rất là đẹp. Bây giờ em sẽ tắt cái chế độ 3D trước, rồi sau đó em sẽ để cho anh em nghe thử cái âm thanh play nó như thế nào. Đây. Rất cảm ơn tất cả anh em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo. Nếu thích clip này hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ. Yeah.